Trúc Trương và Thông Trần xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự địa ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, những căn income properties, những căn condos, townhouse hay hoặc là vacant land, xin đừng ngần ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691, 714-717-3691. Chúng tôi là Real Estate Broker, làm việc 6 quận của miền Nam California, đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ. Và ngoài ra, nếu như mà quý vị có ý định list nhà trong thời điểm này thì chúng tôi có cái lệ phí rất là phải chăng. Gọi một người thôi, nhưng mà cả hai vợ chồng, cả Trúc Trương và Thông Trần, hai người phục vụ quý vị, coi như làm việc double cho quý vị thì mang lại cái kết quả tốt như quý vị mong muốn. Để trở lại với cái chương trình của ngày hôm nay đó, thì Trúc Trương và Thông Trần sẽ gửi đến quý vị những cái listing đáng xem trong tuần nha quý vị nha. Thì trước tiên á, đầu tiên là Trúc Trương muốn gửi đến quý vị một căn nhà single house tại thành phố Garden Grove của Orange County đó quý vị. Giá bán chỉ có cái số đẹp lắm quý vị, 777.777 đồng. Cái số này cũng lạ dễ sợ quý vị nha. Với một căn nhà diện tích ở là khoảng 1.246 square feet, cái lot size là khoảng 7.300, hơn 7.300 square feet là quý vị. Nhà xây năm 1955, có 2 car garage, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Thì cái căn này nằm trên cái góc đường Harbor và đường Lamson ở thành phố Garden Grove, nhưng cái hướng này nó gần giáp với thành phố Anaheim rồi quý vị. Thì cái căn này với giá 700 mấy nhưng họ cũng đã upgrade chút đỉnh rồi. Cũng đã upgrade một chút tí ít rồi. Xung quanh thì cái đất nó còn tròn, giống như còn đất á, chứ cũng chưa có làm landscaping, cũng như chưa có tráng xi măng, concrete hay hoặc lót gạch gì hết. Cái đất giống như là đất cát đó quý vị. Thành ra nếu như mà quý vị nào muốn mua căn nhà này về mình add-on thêm phòng, nếu mình không có tiền xây ADU đúng không, mình có gia đình lớn thì muốn add thêm phòng trở thành 4-5 phòng gì đó, tại hiện tại nó có 3 phòng ngủ rồi. Ngoài ra sau này mình có tiềm năng là với cái đất này mình có thể xin thêm xây ADU cũng như một cái chu nhờ ADU nữa nha quý vị. Thì theo Trúc Trương thấy cái căn nhà này đã upgrade rồi, có cái sàn mới nè, cái sàn mới rồi sơn phết mới, cái màu ngà ngà rất là dịu, mát dịu. Thì với cái gia đình nhỏ nhỏ mà giá 777.000 như thế này thì vừa túi tiền để quý vị ở nha. Quý vị nào mà lần đầu tiên mua nhà, làm chủ một căn nhà first time home buyer đó, chưa bao giờ mình mua nhà thì đây là cái giá vừa phải cho quý vị dễ mua. Thì thật ra nói là cái giá họ list như vậy, nhưng mà quý vị biết ở khu vực Orange County này listing lên không đủ để người ta mua. Chính vì vậy á, mình cũng phải cái chuẩn bị cái tâm lý, mặc dầu người ta list như thế đó, đôi khi á, có một số cái listing họ list thấp hơn ha, một số nhà lên thị trường họ list thấp hơn, cũng có nhiều căn họ list đúng giá thị trường, nhưng có nhiều căn họ cũng list cao hơn. Tùy cái người agent của quý vị sẽ cho quý vị biết là cái căn nhà đó đại khái cái khu đó phải ít nhất là cái giá bao nhiêu đó rồi để mình biết. Nhưng thật ra đó, với cái giá họ list như thế nào cũng vậy thôi, mình đi coi rồi mình nhắm mình thời điểm này bắt buộc phải trả lên rồi, ít nhiều là tùy quý vị đi coi. Nhiều quý vị thích, rất là thích hay hoặc thích vừa vừa thì mình trả vừa vừa, thì trả thêm vừa vừa, thì cái đó là tùy cái sự lựa chọn của quý vị. Nhưng Trúc Trương và Thông Trần chỉ nhấn mạnh một điều là mình phải chuẩn bị tâm lý, hầu như chứ không phải tất cả mọi căn nhà nha quý vị, hầu như là quý vị phải trả lên 10.000, 20.000, 30.000 tùy cái căn nhà, condition của căn nhà, có nghĩa tình trạng cái căn nhà tốt xấu, khu tốt, khu xấu, hay hoặc là cái mình thích quá mình trả hơn để mình lấy được, là tùy hoàn cảnh của mỗi người. Đó là một cái căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh tại thành phố Garden Grove. Kế tiếp
là một cái thành phố mà ít có nhà lên thị trường, mà một khi đã lên thị trường quý vị thì bán rất chạy, lên chừng vài ngày sau đã vô escrow. Và cái thành phố này họ cũng rất là dễ cho xin xây cất, giống như là add on hay xây nhà một cái lô đất nhỏ nhỏ thôi, chừng 6.000 mấy thôi, mình có thể xây 2 căn rồi quý vị, rất là dễ. Đó là thành phố Midway City của Orange County. Lâu lâu lên có 1-2 cái listing thôi quý vị, một cái thành phố nhỏ nhỏ thôi. Họ coi như họ share, giống như họ sử dụng chung cái county của thành phố Westminster đó, họ dùng cái county city của thành phố Westminster họ dùng chung. Rồi căn nhà này với giá bán là 950.000, nhà rộng 1.545 square feet, cái lot size khá lớn quý vị, gần 7.900 square feet. Ở Midway City chúc Chương thấy cũng ít có nhà nào có lot size lớn lắm, chừng 6.000 mấy là cũng có thể mình xây được rồi, mà cái này được 7.900 square feet nha quý vị. Nhà xây năm 1956, có 2 car garage, nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Ngay cái góc đường Newland, đâu chú Trương thấy là ngay, đúng rồi, ngay Newland với lại đường Haza, ngay cái khu Việt Nam luôn quý vị, không xa lắm đâu, ngay cái khu trung tâm rồi. Thì ở đây là đầy đủ chợ búa, nhà hàng, nhà thờ, coi như trường học rồi. Trường học cũng không tệ đâu quý vị, 89 ha, trường học cái khu đây là cũng 89 chứ không có tệ đâu. Nhà thờ, chùa ha, nhà bang, đủ thứ hết quý vị. Gần công viên, đủ thứ nha. Thì ở dưới cái căn này, Trúc Trương thấy ngay chỗ cái góc corner lot, mặc dầu họ không có để nhiều hình để mình coi cái phía bên trong cái căn nhà như thế nào, nhưng thật sự không cần biết cái căn nhà này ở phía trong cái tình trạng nhà như thế nào nha quý vị. Bảo đảm với quý vị cái căn này họ list 950 vậy, chứ mà cái lot với cái lot size này ngay cái góc đường này thì chắc chắn là họ bán trên cái đó rồi, cho dù là có cũ đi chăng nữa, tại cái thành phố này ít có nhà lên thị trường mà ai cũng mong muốn mua được căn nhà trong đây. Cái khu đây là họ rất là dễ cho thuê quý vị nha, cho người mướn nhà đó. Thành ra cái căn này là khỏi nói rồi, mình không cần biết ở trong nhà nó như thế nào, đừng quá những cái gì mà hư hại quá nặng, những cái mà quan trọng thôi, chứ còn bình thường là họ tranh nhau họ mua trong cái khu vực này nha quý vị. Nếu như ai đã từng đi xem nhà mua gọi là ở cái khu gần gần khu Lý Đô Sài Gòn, hay hoặc là những người investor đó, là họ biết cái khu này là quá đắt đỏ, mặc dầu không có phải là cái khu quá sang trọng như Farm Valley hay hoặc Huntington Beach hay hoặc những cái khu luxury khác, nhưng mà cái giá nó rất là có giá nha quý vị. Rồi một cái căn kế tiếp là tại thành phố Anaheim. Nếu như mà quý vị nào, nhất là những quý vị ở ngoài nước Mỹ, ở những nước khác, những tiểu bang khác ngoài California ra, thì Trúc Trương muốn gửi đến quý vị biết rằng ở thành phố Anaheim là một cái thành phố mà nổi tiếng nhất, là cái khu vui chơi nổi tiếng khắp thế giới luôn, đó là Disneyland. Thì cái căn này không quá xa, chỉ cách khoảng coi như là nửa mai, coi như một lần nửa block đường đó quý vị, là tới Disneyland rồi ha. Mình nghe ủa Anaheim mà cái căn này coi chút bộ, Trúc Trương thấy nè, 1.198.000, coi như gần 1.2 triệu đi quý vị nha, gần 1.2 triệu. Một căn nhà rộng khoảng gần 2.400 square feet, lot size là khoảng 7.200 square feet nha, lot size cũng bắt đầu khá lớn rồi. Có 2 car garage, nhà xây năm 1960, có 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm nha. Nhà lớn như vậy gần 2.400 mà có 3 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm thì chắc chắn là mỗi phòng là khá rộng rãi ha. Và cái điểm đặc biệt ở đây đó, thì cái căn nhà này là họ là hoàn toàn remodel, làm mới hoàn toàn từ trong ra ngoài hết quý vị. Bây giờ ở thành phố Anaheim mấy năm rồi chứ không phải bây giờ, đã không cho làm short term Airbnb, ai cũng biết. Nếu là ai ở cái khu vực Orange County thì ai cũng biết là họ không có cho làm short term Airbnb nữa. Nhưng mà
Cái căn này gần Disneyland như vậy. Nếu như mà quý vị ở xa đó, không ở gần đây nha, ở tiểu bang khác hay hoặc ở những nước khác, ở Việt Nam, Úc, Canada hay hoặc bất cứ nước nào trên thế giới mà quý vị muốn về đây, về sống ở Cali, ở bên Mỹ mà Cali mà ở ngay Orange County này, muốn ở gần được cái nơi nổi tiếng khắp thế giới mà các em nhỏ rất là thích, ai cũng mong muốn hết. Và cái điểm quan trọng là nếu như mà quý vị thích ha, thích được xem pháo bông mỗi ngày mà bắn mà miễn phí đó quý vị, đây là cái nơi rất là lý tưởng, rất là phù hợp với những người có cái sở thích như vậy. Tối chung khoảng 9 giờ rưỡi là quý vị sẽ nghe Disneyland bắn pháo bông. Ở nhà mình gần như vậy mình coi miễn phí, nhất là những ngày lễ độc lập Mỹ đó, July 4 đó quý vị, là coi xem khóa đẹp, khỏi đi ra park, khỏi đi ở nơi nào để mình xem hết, mình coi bắn pháo bông thả dàn luôn, đúng không? Đây căn này nó ngay góc đường số 9 đường Knight và góc đường Catella, ngay cái chỗ gần cái dãy coi như đi có nửa cái đèn thôi quý vị, là qua ngay cái parking lot của Disneyland rồi. Đó là quý vị tha hồ mua cái căn này làm vacation home ha. Lâu lâu quý vị từ tiểu bang khác về ở đây cho con cháu, nhất là mùa hè hay mùa lễ nó nghỉ học đó, quý vị về đây nghỉ dưỡng, đi bộ qua, dắt con cháu đi bộ qua đi Disneyland, đi dạo dạo cái đường đó cũng vui, rồi đi qua Disneyland tối về, đúng không? Đó thì quý vị thích, thay vì mình đi du lịch thì sometime một năm mình về đây vacation cho con cháu đi chơi ở đây rất là lý tưởng nha quý vị nha. Mà mình được tham quan một cái khu vui chơi nổi tiếng, muốn vô xem tìm hiểu về giống như Mickey Mouse ha, rồi những cái nhân vật trong Disney đó. Đây là một nơi mà không có thể nào mà quý vị có thể bỏ qua nha. Căn nhà làm hoàn toàn mới hết rồi, cái bếp á, họ open ra rất là đẹp, cái màu coi như là ở đây họ làm cái màu xám xám nhạt ở trong á, cái màu sơn đó quý vị, rồi họ viền trắng ha, họ có những cái molding màu trắng để thay vì cái màu xám thì làm nó dịu căn nhà xuống rồi nó sẫm bớt cái màu, nhưng mà cái molding màu trắng tinh á, thì nó làm nổi bật lên lại, thành ra mình thấy cái nhà nó không có tối, rất là đẹp. Bếp hoàn toàn mới hết đó. Có cái lò sưởi họ làm rất là đẹp quý vị nha. Ở đây những cái nhà này thì Trúc Chương thấy là nhà 2 tầng nha quý vị ha. Nhà 2 tầng đó, nhà 2 tầng rất là xinh đây. Như Trúc Chương nói hồi nãy đúng không, 3 phòng mà, thì đương nhiên là 2.300 square feet mà 3 phòng là chắc chắn là rộng rãi, tha hồ mình nghỉ dưỡng nha quý vị. Rồi tiếp theo, một cái căn kế tiếp là cũng tại ở Orange County, đó là thành phố biển Huntington Beach nha. Muốn có một cái không khí mát mẻ từ gió biển thổi vào, hay hoặc mình là một cái người mình hay dễ dị ứng quý vị, thì ở gần cái thành phố biển có thể là cái môi trường nó tốt hơn, mình không khí trong lành hơn ha, tại cái nước biển và gió biển nó thổi đi nhất những cái hơi bụi bặm hay hoặc là những cái chất thải không tốt, thì nơi đây thích hợp cho những người thích cuộc sống, thích biển, giống như là thích mơ mộng, đúng không? Nhiều người thích biển thì phần lớn là họ thích mơ mộng, thì nơi đây rất là lý tưởng quý vị, một thành phố biển Huntington Beach nha quý vị nha. Giá bán là 1.499.000, coi như là khoảng 1.500.000 rồi quý vị. Nhà rộng gần 2.000 square feet, cái lot size là 6.700, Huntington Beach 6.700 rồi. Chúc Chương thấy cũng bắt đầu hơi lớn lớn rồi đó, cái đất bình thường là chừng 6.000 thôi, 6.700 Chúc Chương thấy ok rồi. Có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà xây năm 1967, 2 car garage. Thì nhà này lên thị trường được 3 ngày rồi quý vị nha. Nó nằm ngay góc đường Golden West, Golden West và Edinger. Golden West và Edinger nằm ngay corner lot luôn nha quý vị. Nếu gia đình lớn á, thích có nhiều chỗ đậu xe thì mình đậu được bên đây đường, đúng không? Được hai bên thì là
được nhiều chỗ đậu xe. Rồi cái căn nhà này chỉ là nhà một tầng thôi, nhưng mà chú Trương thấy rất là cao ráo, hai ceiling, có hai cửa double door. Họ cũng đã làm mới hết rồi, gara chú Trương cũng thấy mới cái mái nhà đó quý vị, thấy mới quá, còn mới quá. Thì ở đây để đi vào bên trong xem cái phía trước nhà đó, có cái cover đó quý vị, cái mái che ha, khi mình bước vô cái cửa đó thì có cái mái che, coi như nhiều khi mưa gió mà lỡ mình chạy ngoài vô mình mở cửa không kịp, đứng cũng không có bị ướt, rất là lý tưởng với cái căn nhà này. Ở bên trong họ cái nhà nó open ra ha, cái phòng khách, phòng ăn nó open ra, nó mở ra, không gian mở. Bây giờ những cái nhà bây giờ remodel lại, cái không gian mở nhìn rất là thoáng, mà mình vô mình cảm thấy là mình thích liền, nhìn nó thoải mái. Bước vô căn nhà nào quý vị cảm thấy là thoải mái thì mình thích, đúng không? Đi làm về mệt mỏi thì mình cần phải có cái thời gian nghỉ ngơi. Bước vô nhà là lúc nào cũng muốn về nhà, chứ không phải là ô trời ơi, bước vô căn nhà ngợp ngạt nóng nực mà về là đồ đạc tùm lum, hay hoặc nhìn cái phòng nó nhỏ quá mình không muốn về nhà quý vị nha. Đây là cái nơi nghỉ dưỡng, mà ngoài công việc, ngoài cái giờ làm việc, cái nhà là cái nơi mà quan trọng nhất để mình có nhiều năng lượng để mình còn ngày mai còn phải đi làm kiếm thêm tiền, đúng không nè. Đó thì ở đây chú Trương thấy ngay cái phòng khách họ có open những cái beam, những cái gỗ đó quý vị, nhìn nó cũng lạ. Một số căn nhà thì họ thích như vậy, nhưng một số người thì họ không thích open beam ra như vậy ha. Những cái cột ngang đó, cột ngang của căn nhà ở trên cái ceiling, trên trần nhà đó quý vị ha, vẫn có reset light, họ đã làm cái sàn mới rồi. Cũng có màu trắng ở đây, cái căn nhà này thì họ sơn màu trắng, nhưng cái sàn là cái màu kem kem ha, màu kem rất là sạch. Cái nhà này nó có cái dạng là giống như nó hình chữ U đó quý vị, chính giữa là nó có cái sân nhà đó, có chính giữa có một khoảng sân nho nhỏ, ngoài cái sân đằng sau ra nó có khoảng sân giữa nữa, thành ra nó mang cái ánh sáng vô trong cái khu vực xung quanh đó, những cái phòng xung quanh. Cái bếp có cái khoác cao tàu thóp màu trắng luôn. Có sliding door mở ra, đi ra cái sân sau thì họ tráng xi măng hết rồi, làm concrete. Cái nhà này có island ha, có island. Cái bếp hoàn toàn upgrade hết tất cả cái phòng, những cái cabinet thì cái màu kem kem luôn, giống như màu nó tựa giống như cái màu sàn nhà vậy quý vị. Những cái phòng tắm họ cũng đã upgrade hết rồi, coi như cái căn nhà này hoàn toàn quý vị vô là để ở thôi, với 1,5 triệu của thành phố biển nha. Không cần thắc mắc đắn đo gì, mình thích thì mình offer vô cái căn nhà này, dọn đồ mua furniture vào là mình ở ngay, hưởng thụ cái cuộc sống ở thành phố sang cả như thế này. Và kế tiếp là một cái căn nhà tại thành phố Monterey Park, là thành phố ở Los Angeles County đó quý vị. Một thành phố này cái giá nhà cũng khá cao, cũng khá đắt đỏ chứ không có rẻ, nhưng mà cái căn này chú Trương lại thấy được cái giá rất là phải chăng nè. 800 ồ, cái căn hồi nãy lúc đầu ở đây chú Trương thấy cái số cũng đẹp lắm quý vị nha, 777.777 đồng, thì cái căn này cũng đẹp hơn nữa, 888.888 đồng ha. Lúc này dạo này agent giống như là chơi số chứ không phải chơi chữ, vì chơi số, cái số rất là đẹp luôn ha. Chắc họ mong muốn là cái list này được may mắn bán nhanh, bán lẹ với giá cao nha quý vị. Thì cái nhà này rộng khoảng gần 1.500 square feet, lot size hơn 10.000 square feet. Nhà xây năm 1950. Có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 2 car garage. Nhà mới lên thị trường có 1 ngày thôi quý vị nha. Thì cuối tuần là họ có open house. Ngay nơi đây cái lot size 10.000 square feet, quý vị làm gì add thêm phòng. Có nhiều người người ta không cần thêm phòng nữa, đúng không? Gia đình ta đủ phòng rồi, thì người ta làm landscape ở phía đằng sau, hay hoặc người ta làm hồ bơi,
hay hoặc là người ta làm mà kiểu mà cái sân golf nhỏ nhỏ, tùy cái cuộc sống enjoy của mỗi người, mỗi gia đình, sở thích của mỗi gia đình. Cái căn Trúc Trương thấy ở phía trước họ không có cần, họ không có làm landscape gì mà đặc sắc hết, chỉ là một cái bãi cỏ xanh mát, có cái cây lớn mát ở phía trước nhà ha. Nhưng mà không có phải là che cái cửa trước đâu quý vị, đừng lo, chỉ là cái sân đằng trước thôi ha, cái cây lớn mát để làm cho cái bóng mát, chứ nhà mình mà nắng quá cũng không tốt ha, nắng nóng quá làm cho người ở trong cái căn nhà cảm thấy bức rứt, coi như nóng nảy cũng không tốt ha. Thì coi như có cái bóng mát là được rồi quý vị nha, bóng mát làm dịu cái căn nhà mình. Cái máy thì Trúc thấy cái máy còn tốt lắm, cái máy nhà còn rất là tốt, mới toanh ha. Này vô họ cũng đã upgrade rồi, cái bếp thì họ cũng đã làm mới, những cái cabinet mới màu trắng nè. Appliance mới luôn, những cái appliance mới có mặt đá countertop. Cái bếp này nó cũng mở ra với cái phòng khách, làm cho cái phòng ngay đây rất là rộng. Cái sàn nhà cái màu nâu mà nâu lợt thôi, giống như màu nâu ngà ngà thôi quý vị. Rồi những cái phòng ngủ Trúc Trương thấy họ cũng upgrade, coi như tới cái phòng tắm cũng vậy, họ cũng upgrade hoàn toàn rồi. Họ dùng những cái loại đá mà làm trong cái phòng tắm, nhìn nó vừa trắng vừa xám, giống như họ xen kẽ những cái gạch đó quý vị, làm cho cái màu trắng xám rất là dịu trong cái phòng tắm này, làm cho mình chưa tắm rửa gì hết, mình bước vô là mình cảm thấy mát rồi, mát mẻ rồi. Ở đây coi như là hoàn toàn là Trúc Trương thấy tất cả các phòng họ đều làm cái mới hết, coi như họ upgrade hoàn toàn trong cái căn nhà này. Cái sân sau họ có tráng, một phần của cái sân sau họ có tráng xi măng rồi, họ tráng concrete rồi. Sơn phết trong ngoài thì hoàn toàn mới hết nha quý vị nha. Ở đâu phía sau Trúc Trương thấy có làm cái patio nữa. Cái miếng đất này 10.000 square feet thì nó có một phần là cái đất nó hơi bị cao nha quý vị, nhưng họ đã làm những cái bức tường họ chặn chặn lại bớt, nhưng trong cái nơi cao đó họ có thể họ trồng thêm những cây gì nếu như mà quý vị muốn nha. Nhưng mà phía dưới của cái sân mà mình sử dụng được đó thì vẫn còn rộng lắm, chỉ có một khúc chút xíu thôi là nó cái đất nó còn cao. Thì có nhiều người họ thích cái bậc cao như vậy, họ làm từng tầng, họ design một cái cách giống như landscape, một cái cách khác, một cách đặc biệt hơn ha, một cách khác biệt hơn. Rồi họ làm từng tầng vậy cũng khá đẹp. Nếu như mình trồng cây mỗi một tầng, mình trồng cây ăn trái hay hoặc là mình trồng cây hoa đồ quý vị để trang trí cho cái khu vườn của mình cũng rất là lý tưởng nha. Thì Trúc Trương thấy ở đây có cái gara nó cũng lạ, cái gara nó cũng lạ quý vị. Thí dụ như mình có hai chỗ đậu xe thì chạy qua, thì ở đây cái gara này đặc điểm là nó đi thông xuống sân sau luôn, có nghĩa là nó mở luôn cái phía đằng sau của cái gara, có cửa trước cửa sau của gara, chạy xuống phía dưới đằng sau luôn cũng được. Có nghĩa là nếu như mình có cái RV mình chạy xuống dưới cũng được, hay hoặc cái xe mình chạy xuống dưới sân sau một phần cũng được nữa nha quý vị nha. Đó là cái căn nhà tại thành phố Monterey Park. Rồi một cái căn cuối cùng mà Trúc Trương cũng thấy hồi nãy Trúc Trương đã giới thiệu gửi đến quý vị một căn nhà ở cũng tại thành phố Anaheim đúng không, gần Disneyland. Ở đây là một cái căn thứ hai cũng tại thành phố Disneyland của thành phố Anaheim. Cũng căn này đặc biệt hơn là hồi nãy là cách khoảng nửa block đường tới Disneyland, căn này độc đáo hơn quý vị. Chỉ băng qua đường là Disneyland thôi, có nghĩa mình ở bên đây đường, mình nhìn qua bên kia là cái parking lot của Disneyland rồi, là không có gì gọi là xa xôi nữa đúng không? Cứ tới giờ Disneyland mở cửa, mình đi tới mình mua vé đi vô, rồi tới giờ họ sắp đóng cửa mình đi về không sao hết, tiện cứ băng qua băng lại qua bên đường là tới nơi rồi. Quá lý tưởng luôn, một căn nhà này ở thành phố Anaheim chỉ có 799.000 quý vị. Nhà rộng gần 1.500 square feet nha. Cái đất quá lớn luôn, 8.300 square feet.
Nhà xây năm 1955, hai car garage có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm. Nhà này lên thị trường mới có 3 ngày thôi quý vị. Và họ bán theo cái dạng notice of default, là giống như là họ sắp sửa bị foreclose đó quý vị nha. Cái căn nhà này chưa bị foreclose, giống như họ bị thông báo thôi, họ thiếu nhà tiền nhà mấy tháng rồi đó, mà họ không trả thì họ sẽ bị đưa ra một cái giống như là một cái cảnh cáo, cảnh báo là phải trả tiền nhà, nếu không trả thì sẽ đưa ra foreclose, là cái dạng này bán chứ chưa bị foreclose nha, vẫn còn cho họ cái cơ hội để họ trả tiền nhà. Nếu họ không trả tiền nhà nữa đó thì bắt đầu mới bị foreclose. Thì cái căn này mới lên 3 ngày thì cuối tuần họ có những cái buổi open house nha quý vị. Quá lý tưởng luôn, ngay băng qua đường thôi. Thì cái để chút xem cái tình trạng trong cái căn nhà này như thế nào nha quý vị ha. À, cái nhà này cũng ngay corner lot. Thì theo chút chung thấy những cái hình ảnh trong nhà này thì mình cần upgrade, không phải cần nhiều đâu, giống như cái hiện tại chủ nhà vẫn còn ở đây thì cái tình trạng nhà họ vẫn còn ở giống như tình trạng nó trung bình đó, nó không phải là mới nhưng nó không có hư hại, giống như là nó không có được đẹp mắt giống như mình remodel. Bây giờ nhà nào cũng remodel mới thì mình thấy nó quen rồi. Cái này nhà này họ cái tình trạng rất là trung bình, họ còn thảm nè, nhưng mà nhà họ cũng đã sơn phết sạch sẽ, rất là gọn gàng sạch sẽ. Sân sau rộng rãi, tại vì 8,000+ mà cái đất lớn lắm, đất đằng trước cũng lớn mà đất phía sau cũng lớn lắm quý vị. Tha hồ mình về mình xây thêm nhà ở, xây thêm phòng ở hay hoặc thêm ADU cho gia đình ở chung phải không, đúng không? Thay vì mình ở xa quá rồi lâu lâu đi tới Disneyland chơi hơi xa, thôi giờ cái căn này mình ở một căn đi, rồi mình xây ADU cho ba mẹ mình ở, hay hoặc là anh chị em mà ở nơi xa tới họ chưa có khả năng họ mua nhà đó, mình cho họ ở chung cái ADU đó với mình. Hay hoặc là con cái của mình muốn đã lập gia đình riêng rồi mà chưa có tiền đi mua căn nhà khác thì mình cho nó cái ở ngoài cái ADU đó phụ tiền nhà với mình, mà được mấy đứa nhỏ được đi Disneyland nữa quý vị nha. Mà quá gần luôn, chắc ở đó là chắc cuối tuần nào nó cũng bắt phải chở nó, dắt nó đi Disneyland, tại cứ nghe bắn pháo bông mỗi ngày là nó nôn nao rồi. Người lớn cũng mê pháo bông nữa quý vị, không thấy không, ai cũng tới ngày mà July 4 hay hoặc gì là đã ai cũng sắp xếp mình để kiếm chỗ để đi ra những cái nơi nào mà họ có địa điểm được bắn pháo bông là họ đi coi, chứ đừng nói chi con nít nha quý vị nha. Thì đó là tất cả những cái căn nhà mà chú Trương cảm thấy đáng nên đi xem trong tuần này, cũng như là đáng nên mua nha quý vị. Những cái khu khá tốt ha, cái giá cả cũng tương đối không phải quá mắc, tính ra khu vực cái lot size và cái trị giá của nơi đó, rồi quý vị thấy là không gọi là mắc đâu. Tại thời điểm này cái gì cũng giật giá, gọi là leo thang đúng không? Từng miếng ăn đi chợ hay hoặc là mình đi ra ngoài ăn tiệm cũng vậy, cũng đã lên giá rồi, đừng nói chi nhà. Một cái giá trị khá to lớn mà cứ bắt nó đứng một chỗ hoài không lên giá thì cũng không hợp lý đúng không quý vị nha. Liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần để lấy hẹn đi xem những căn nhà vừa mới nêu trên. Ngoài ra chúng tôi còn có thêm những cái listing khác trên thị trường rất là nhiều quý vị, chỉ là đưa ra những cái list mà giống như có tiềm năng cho quý vị lựa chọn trước. Còn những cái căn khác nữa, nếu như không, những căn này không đáp ứng cái nhu cầu, cứ liên lạc với Trúc Trương và Thông Trần, là cứ bảo là chúng tôi đã có re-approval hay hoặc là có tiền trong nhà băng hết rồi, ready để đi mua, thì chúng tôi sẽ tìm những căn nhà và gửi đến cho quý vị nhiều hơn những cái listing như thế này, để đáp ứng đúng cái nhu cầu của từng người. Thành ra Trúc Trương và Thông Trần sẽ search và gửi những cái listing đó theo yêu cầu của quý vị. Và mỗi cái ngày mà đọc những cái những cái listing thì Trúc Trương cũng sẽ gửi đến quý vị một cái mẫu chuyện cười, một mẫu chuyện vui. Có một coi như là có một cái ông nọ, ổng dân làm ăn với nhau đúng không nè, thì ổng mới nói là tôi mới khai trương một cái tiệm, coi như là một cái trại hòm đó quý vị. Ổng giống như ông chủ bán hòm mà,
cái tiệm bán hòm. Tôi mới khai trương một trại hòm, cái ông bạn ông mới nói chứ, à chúc mừng anh. Cái ông này, ông chủ chạy hòm, ông mới nói cảm ơn anh, vậy khi nào rảnh rỗi anh nhớ ghé ủng hộ nhé. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Nhớ là like, share và coi như là subscribe để cho chúng tôi có thêm tinh thần làm thêm những cuốn video kế tiếp hay hơn. Xin cảm ơn quý vị.